Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những gia chủ tuổi Tân Sửu, sinh năm 1961, nữ mạng. Thì trong 6 tháng cuối năm, thì những gia chủ nữ mạng tuổi Tân Sửu thì công danh, sự nghiệp, tài lộc sẽ như thế nào, sức khỏe ra sao, và cuối năm ấy, thì tháng nào phát tài phát lộc, cần phải lưu ý những điều gì để có được cái may mắn và tài lộc trong cái năm 2023 năm Quý Mão, trong những cái tháng cuối cùng của năm. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Bây giờ chúng ta cùng xét về cái lá số tử vi của những gia chủ Tân Sửu, sinh năm 1961, nữ mạng, đó, năm 2023, năm Quý Mão. Thì những gia chủ tuổi Tân Sửu, nữ mạng thì có lá số là âm nữ, đúng không? Có ngũ hành là bích tượng thổ. Trong năm 2023, năm Quý Mão thì chúng ta có Sửu thổ gặp mão mộc, đúng không ạ? Tức là mộc khắc thổ. Vậy nên là cái mộc khắc thổ ấy, nó nói là rằng trong thời gian này thì các bác phải chuẩn bị tinh thần chấp nhận những khó khăn, những sai sót liên quan chuyện tiền nong. Đấy. Hoặc là thậm chí là gì bị đổ oan. Đấy, bởi cái chuyện là không đâu vào đâu cả. Đấy, các bác thì là những người chăm chỉ, lại là gì, lại vất vả từ nhỏ nên là cũng quen rồi. Nhưng mà gì, bên cạnh đó thì các bác cũng cần phải cẩn thận, Đấy, không để cái chuyện thị phi xung sát nó làm ảnh hưởng đến cái vận mệnh của mình trong cả năm. Thì trong thời gian này những bác tuổi Tân Sửu ấy thì do bị xung với khắc với thái tuế, đúng không ạ? Khắc với thái tuế, Sửu thổ mà. Khắc bị gì, bị mão mộc nó khắc, bị thái tuế khắc thì không có lợi. Vậy nên trong thời gian này các bác cần phải sử dụng một cái kim bài thái tuế. Để sử dụng kim bài thái tuế để hóa giải cái hạn của năm, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và may mắn. Thì cái phù thái tuế mặt trước là có in hình thái tuế tinh quân, đúng không ạ? Cũng như là cái niên hiệu của năm. Bên cạnh đó là mặt sau là có in linh phù thái tuế. Thì cái này các bác sẽ để sau cái ốp điện thoại của mình, để sau ốp điện thoại nhé, hoặc để trong ví, trong túi, để hóa giải cái hạn thái tuế của năm, giúp cho vận trình năm được thuận lợi và may mắn hơn đó. Tiếp theo chúng ta có gì, chúng ta có cái năm Quý Mão, đúng không ạ? Thì chúng ta có Tân Sửu là Tân, đúng không ạ? Tân gặp Quý thì nó là thực thần, nó thực thần. Vậy nên nó cũng nói là một điều là mặc dù là cả năm bị xung khắc đấy, nếu mà các bạn hóa giải thì nó sẽ bớt đỡ được phần nào, đúng không ạ? Và nó gặp thực thần ấy, thực thần có nghĩa nói lên điều gì? Tức là trong cái năm 2023 năm Quý Mão này đấy, thì các bác sẽ được cái công việc nó sẽ làm ăn thì rất có lộc đấy, nó có những cái may mắn bất ngờ nó kéo đến, nó có may mắn bất ngờ kéo đến. Thì cụ thể nó kéo đến trong tháng nào ấy, thì lát nữa tôi sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bác để quý vị và các bác có thể nắm rõ hơn, để chúng ta có thể là gì, nhân cái cơ hội đó mà chúng ta tăng thêm cái tài lộc cho mình đó. Đấy, có thực thần này thì tăng thêm được cái tài lộc là một, để thứ hai là gì, các bác mà cứ cố gắng làm việc ấy thì sẽ được đánh giá cao. Đấy, và có nhiều cái cơ hội để mở rộng quy mô kinh doanh cũng như làm ăn. Thì những bác nào mà đang còn làm việc ấy, đang còn làm ăn kinh doanh ấy, hoặc là đang còn đi làm ấy, thì cũng rất là có lộc trong thời gian này nhá. Dễ được người ta mời đi ăn đi uống trong năm nay này, rất dễ được mời đi ăn đi uống, đi du lịch khắp nơi, hoặc là gì, được con cái cho tiền cho bạc đó. Đó, tuy là cái món quà nhỏ nhưng nó cũng là cái phần động viên giúp cho các bác cố gắng hơn nữa và cũng sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong cuộc sống đó. Trong năm 2023 năm Quý Mão ấy, thì các bác tuổi Tân Sửu nữ mạng thì là 63 tuổi, đúng không ạ? 63 tuổi thì bị hạn sao là phạm vào sao thủy diệu, thì các bác cần lưu ý về tháng 4 và tháng 8 nhé. Đó, và năm nay là gặp hạn là hạn toán tận, đúng không ạ? Hạn toán tận và không bị kim lâu, không bị tam tai, nhưng lại bị phạm vào khoang ốc là tam địa sát đó. Và để hóa giải cái sao hạn này, cái hạn xấu này của sao hạn toán tận và cái sao thủy diệu ấy, thì các bác cũng cần phải sử dụng một cái linh phù giải hạn nhé. Cái phù này phù bách họa, chuyên hóa giải cái vận hạn do sao hạn mang lại và cái hạn toán tận, hạn của năm đó. Thì các bác sử dụng cái phù này để hóa giải cái vận hạn, giúp cho vận trình năm nó được thuận lợi và may mắn hơn đó. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu xét vào cái lá số tử vi của những người Tân Sửu sinh năm 1961 là nữ mạng trong 6 tháng cuối năm lịch, đúng không ạ? Tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9, tháng 10 đến tháng 12 đó. Xem là tháng nào tốt, tháng nào xấu, tháng nào có tài lộc và tháng nào các bác được nhiều tặng tiền, nhiều tiền ấy, và tháng nào thì cần chú ý vào vấn đề sức khỏe đó. Thì xin mời các bác cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta cùng đi vào tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch nó là tháng Kỷ Mùi, đúng không ạ? Tân Sửu, Sửu gặp Mùi là gặp cục diện là gì? Là tương xung, là tứ hành xung đấy. Gặp cục diện tứ hành xung, xung khắc này thì các bác cũng nên là cẩn thận, đúng không ạ? Cẩn thận. Đặc biệt là chuẩn bị tinh thần chấp nhận những cái khó khăn, những cái sai sót nó liên quan đến cái chuyện là tiền bạc.
trong cái thời gian này. Đó, xung khắc nó cũng xấu. Bên cạnh đó thì chuyện tình cảm thì cũng sẽ gặp nhiều cái buồn phiền, và hay bị xảy ra chuyện xung khắc. Vậy nên là trong thời gian này thì các bác cũng cần phải hết sức lưu ý. Đặc biệt đầu tiên là gì? Về vấn đề về tình cảm nhé. Về tình cảm thì có xung khắc này. Tình cảm có xung khắc thì các bác lưu ý này. Thứ hai là chúng ta có thể tân gặp kỷ, đúng không ạ? Tân kim gặp kỷ thổ sinh cho thân kim. Vậy nên là gì? Nó là thiên ấn. Thì trong thời gian này các bác gặp được thiên ấn ấy, thì nó được trợ lực trên cái con đường làm việc. Đấy. Nhất là những người làm quan chức thì sẽ gặp nhiều cái thuận lợi. Đấy. Đó. Nhưng mà khi mà công việc nó thuận lợi quá, có lẽ là các bác là quá bận rộn với công việc nên là không có thời gian mà chăm sóc, không có thời gian quan tâm đến chuyện gia đình. Vậy nên khiến cho tình cảm nó ngày càng nó bị sứt mẻ. Đó. Các bác làm ăn tốt, ok, nó là cái điều tốt. Nhưng mà các bác cũng nên là chia sẻ những công việc cũng như là tâm sự với bạn đời nhiều hơn, tâm sự bác trai nhiều hơn để có được cái sự hòa hợp, thấu hiểu được cho những cái nỗi vất vả của các bác và gì cũng đồng thời cũng thấu hiểu những sự vất vả của bác trai nhỉ? Để cho gì cái chuyện vợ chồng được hòa hợp hơn thì nó cũng là một điều tốt, đúng không ạ? Bên cạnh đó chúng ta có tháng 6 là tháng kỷ mùi, đúng không ạ? Địa chi mùi chúng ta ẩn tàng ba thiên can là kỷ, ất và đinh, đúng không ạ? Thì chúng ta có tân mà gặp kỷ thì là thiên ấn, như vậy là gì? Có hai ấn liền một lúc, vậy nên là gì? Công việc rất hanh thông thuận lợi và rất dễ trong thời gian này là các bác nữ mạng là rất dễ là được thăng quan tiến chức đó, và hoặc là các bác đề xuất tăng lương tăng thưởng trong thời gian này thì cũng dễ được chấp nhận hơn, dễ chấp nhận nhá. Và hoặc là đi xin việc ấy, các bác muốn đi xin việc ấy, những bác nào mà đang muốn đi xin đi làm thêm ấy, hoặc là muốn mở rộng cái mục hoặc là muốn mở cửa hàng kinh doanh các thứ vân vân, hoặc muốn buôn bán gì đấy thì cũng dễ dàng hơn nhá, cũng dễ dàng hơn đó. Tiếp theo chúng ta có gì, đúng không ạ? Tân gặp ất thì nó là thiên tài. À, như vậy là gì? Trong cái tháng 6 âm lịch này thì các bác cũng có tiền nhá. Đấy, do công việc hanh thông thuận lợi, được quý nhân giúp đỡ nên là cũng có tiền này. Cái tiền này thiên tài, nó là cái tài từ trên trời rơi xuống. Vậy nên là các bác, nói chung là cái tiền này nó có thể là do các bác mua hàng gặp may mắn, hoặc là bốc thăm trúng thưởng, hoặc là được bạn bè, được cái thân cho, bạn bè người thân cho, hoặc là cũng có thể là con cái nó làm ăn được, nó biếu xén cho bố mẹ. Đấy. Thì cái này tuy nhỏ nhưng mà là có món quà, là một trong những cái mà giúp các bác vui vẻ cả ngày. Đấy. Và tự hào vì có những đứa con hiếu thảo, hoặc là gì, tự hào về cái thành quả lao động của mình đã đạt được. Đó. Chúng ta có tân gặp gì, tân gặp đinh thì nó là gì? Nó là thất sát. Thất sát hay là thiên quan ấy. Đấy. Thì trong cái thời gian này thì cũng có chuyện là đấu đá tiểu nhân, đúng không? Công việc của các bác thuận lợi, các bác kiếm được tiền, ok, rất là mừng. Nhưng mà bên cạnh đó khi kiếm được tiền thì không khỏi tiểu nhân nó nhìn, nó ganh ghét, nó đố kỵ. Vậy nên là các bác phải hết sức lưu ý. Và trong thời gian này để hóa giải cái hạn tiểu nhân ấy, thì các bác cũng cần phải sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân. Đấy. Cái vòng tam hợp quý nhân sẽ sử dụng cái khí của quý nhân tam hợp là tị, dậu, xỉu. Đấy. Giúp cho vận trình của các bác trong cái tháng 6 này nó khai thông thuận lợi. Thứ nhất là gì? Nó hóa giải cái hạn tiểu nhân, đúng không ạ? Và thứ hai là gì? Nó hóa giải cái chuyện là vợ chồng xung khắc. Đó, vợ chồng xung khắc. Đấy, mùi và xỉu nó xung khắc mà, thì nó sẽ giúp cho vận trình của tháng nó được ổn định hơn, được hanh thông hơn. Đó. Có tiền mà lại suốt ngày cãi nhau với vợ thì cũng chán, đúng không ạ? Có tiền mà suốt ngày bị tiểu nhân hãm hại thì cũng không tốt. Vậy nên là quý vị hãy dùng một cái vòng tam hợp quý nhân để được hóa giải một cách triệt để nhất, giúp cho vận trình công việc nó được hanh thông thuận lợi, cũng như là cái quan hệ giữa vợ chồng, giữa con cái, đó, giữa các thành viên trong gia đình, cũng như là quan hệ giữa đối tác làm ăn với hàng xóm được hanh thông thuận lợi. Khi mà các mối quan hệ nó được tốt lên ấy, thì công việc sẽ hanh thông thuận lợi hơn, đúng không ạ? Tiền các bác kiếm được cũng sẽ nhiều hơn. Đây là cái tài này nó cũng sẽ nhiều hơn nhé. Cái vòng này cũng được khai quang chỉ chú và sẽ được xem ngày sử dụng theo tuổi của các bác, vậy là các bác có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng nhé. Đấy, được vòng ấy, các bác nhớ này, vòng được gì, khai quang chỉ chú là một, thứ hai là được xem theo tuổi của các bác nên các bác hoàn toàn yên tâm. Đó. Để thỉnh cái vòng tam hợp này thì các bác hãy liên hệ với số trực tiếp là số 0989 349119. Đây, tôi để cái số trên màn hình nhé, các bác có thể liên hệ với số này 0989 349119 để được tư vấn kỹ hơn. Đó là cái tháng 6. Thì cái tháng 6 các bác chú ý này, thứ nhất là về phần quan hệ vợ chồng, thứ hai là gì, về cái chuyện là gì, tình cảm, chuyện công việc thì bị tiểu nhân. Đó, tiểu nhân. Đấy, và nhớ là dùng vòng tam hợp để hóa giải nhé. Đó. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng thứ hai, đó là tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch nó là tháng canh thân, đúng không ạ? Chúng ta có xỉu gặp thân thì là ngũ hành tương sinh, đúng không ạ? Xỉu thổ sinh thân kim, nó là tương sinh.
được cục diện ngũ hành tương sinh, vậy nên là cái đường tình duyên tình cảm ở trong tháng này ấy, thì khá là hanh thông êm đềm. Nói chung là tháng này xung khắc mà các bác đã sử dụng cái vòng tam hợp rồi ấy, thì đến tháng 7 ấy, thì nó sẽ được hoàn thiện hơn. Đấy, vợ chồng con cái thì hòa thuận êm đềm. Đấy, có lẽ một phần là thời gian này các bác đã biết lắng nghe nhiều hơn đó, và đã hiểu cho thông cảm cho đối phương nhiều hơn và cùng nhau vun vén, vậy nên là cái gia đình nó sẽ được yên ấm và hòa thuận hơn. Như vậy là trong thời gian này thì cái sức khỏe và cái chuyện tình cảm ấy nó không vấn đề gì cả. Nó chỉ có liên quan vấn đề tài chính này, đây có kiếp tài này, hai cái tài, kiếp tài đúng không ạ? Chúng ta có tân gặp canh, nó là kiếp tài lâu vận. Vậy nên là trong thời gian này ấy, thì các bác cũng cần phải cẩn thận. Công việc thì lúc nào cũng chật vật, cũng bận rộn đấy, nhưng mà lại gì, lại có tiểu nhân bám đuổi và cản đường. Vậy nên là gì, nó cũng gặp nhiều cái bất trắc đó. Và bên cạnh đó thì các bác cũng cần phải hóa giải bằng cách là sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân ấy, để hóa giải cái kiếp tài này đi đó. Chúng ta có thân thì ẩn tàng ba thiên can là canh, nhâm và mậu đúng không ạ? Tân gặp canh thì nó vẫn là kiếp tài, đây hai kiếp tài đúng không ạ? Tỷ kiếp trùng trùng, nói chung là tháng này thì tài vận nó không được thông. Thứ hai là gì, chúng ta có tân gặp nhâm thì nó là thương quan đúng không ạ? Gặp được thương quan lâm vận thì các bác cẩn thận đến cái công việc của mình ấy, rất dễ có kẻ tiểu nhân nó ngáng đường cản lối và nó mách lẻo đấy, buông lời xúc xiểm và dẫn đến các bác là có thể là vì nóng giận quá mà giận quá mất khôn mà gây ảnh hưởng đến cái công việc của mình. Thứ hai là gì, rất dễ bị tiểu nhân hãm hại đấy, gây ra chuyện là mất mát về công việc. Vậy nên trong thời gian này các bác hết sức cẩn thận đó. Tiếp theo là gì, nó gặp mà tân gặp mậu thì nó là chính ấn đấy. Chính ấn nó cũng nói lên một cái chút cái may mắn là trong thời gian này có người đưa đường dẫn lối đấy, vẫn có tiểu nhân, vẫn có người âm thầm hỗ trợ các bác vậy nên là nó sẽ tốt hơn đó. Đấy, gặp được lưu niên tướng quân nó chủ về cái gì, cái sự khẳng khái, cái sự thẳng thắn đấy đúng không ạ? Vậy nên là trong thời gian này các bác hành động rất là quyết đoán đấy, và gì cũng sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Mặc dù là có kiếp tài, vận kiếp tài và thương quan, tức là có tiểu nhân hãm hại, nhưng mà gì có tướng quân thì nó cũng hóa giải được phần nào. Và các bác nhớ nhé, trong thời gian này hãy dùng cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải cái vận hạn của năm, của tháng này, giúp cho vận trình nó được tốt hơn. Đấy, hóa giải thứ nhất là cái khẩu thiệt thị phi xung khắc của năm nó mang lại. Thứ hai là gì, hóa giải cái hạn tiểu nhân trong công ty, trong công sở, giúp cho công việc được hanh thông và thuận lợi hơn. Đó. Tiếp theo chúng ta sẽ tháng 8 là tháng Tân Dậu đúng không ạ? Tháng Tân Dậu thì chúng ta có Sửu và Dậu đúng không ạ? Sửu Thổ gặp Dậu Kim thì nó cũng được ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm tháng này là tốt, tình cảm là tốt nhá. Thứ hai là gì, Sửu và Dậu lại là bán tam hợp đấy, thì tam hợp nó phù trợ giúp cho những người tuổi Tân Sửu 1961 có nhiều cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Thì đối phương có thể chính là những người thân, người quen trong bạn bè hoặc là những người đồng nghiệp của mình đấy, họ sẽ giới thiệu cho các bác những cái cơ hội để phát triển và những cơ hội hợp tác vô cùng đáng quý đó. Lại được cục diện gì, được tam hợp ấy thì nó cũng nói lên là cái mối quan hệ là thuận buồm xuôi gió đấy. Các bác biết dành thời gian chăm chút cho bản thân và quan tâm đến gia đình nhiều hơn trong cái thời gian này, nên đâm ra là gì, cuộc sống sẽ dễ chịu hơn. Nhưng mà cái tháng 8 ấy thì vẫn có gì, vẫn có tỷ kiên nó lâm vận đấy, tỷ kiên lâm vận. Vậy nên là gì, trong thời gian này thì các bác đi làm cũng phải hết sức cẩn thận. Tức là gì, bị hai tháng liền, cái tháng 7 âm lịch, tháng cô hồn nó ám vào rồi, đến tháng 8 này vẫn bị gì, vẫn bị kiếp tài nó lâm vận đó, bị tỷ kiên lâm vận. Vậy nên là tỷ kiếp trùng trùng ấy, thì nó sẽ khiến cho cái công việc của các bác nó sẽ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó lại có lưu niên tiểu hao nó đáo vào này, nó cảnh báo là cái sự mất mát về tiền bạc đó, cảnh báo sự mất mát về tiền bạc. Vậy nên là phải cẩn thận, lại có gì lưu niên tuế phá nữa đó. Như vậy là gì, trong cái tháng 8 lịch cũng là tháng không tốt với các bác. Nó chỉ tốt mỗi cái tình cảm ấy, lãi mỗi cái tình cảm ấy, các bác nói ấy, đúng không ạ? Các cụ vẫn chia rồi, lãi mỗi tình cảm, còn lại là công việc các thứ là nó đều bị bê bối, bị tiểu nhân ám hại, đúng không ạ? Vậy nên là các bác nhớ nhá, hãy sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải cái hạn xấu của tháng 8 đó. Hơn nữa là gì, gặp cái hạn sao thủy diệu vào tháng 8 này, vậy nên các bác phải lưu ý khi mà đi lại trên sông nước đó, cần phải cẩn thận nhá, kéo lại sinh ra họa đó. Tiếp theo chúng ta xét đến tháng 9. Tháng 9 là tháng Nhâm Tuất đúng không ạ? Chúng ta có Sửu gặp Tuất thì là bình hòa, tức là tình cảm tháng này cũng vẫn cứ đang tốt dần lên. Nhưng mà có gì, Sửu gặp Tuất
Sửu thổ gặp tuất thổ, thổ vượng, thì vậy nên các bác cần phải cẩn trọng vấn đề sức khỏe. Để trong cái này sức khỏe là phải chú ý, đúng không ạ? Thêm vào nữa là gì, có tân gặp nhâm. Tân gặp nhâm nó là gì? Là thương quan. Thương quan lâm vận, đâm ra là trong cái thời gian này thì các bác cũng phải cẩn thận đấy, cẩn thận cái công việc của mình đấy. Rất dễ bị tiểu nhân buông lời xúc xỉm mà dẫn đến là gì, cái câu chuyện là mất việc, mất chức hoặc là bỏ việc giữa chừng, vân vân. Đấy, trong thời gian này thì các bác cũng phải bình tĩnh nhá, nhẹ nhàng, không nên nóng nảy. Làm gì cũng phải có trước có sau và phải quyết tâm tới cùng thì mới thành công được. Đó. Bên cạnh đó thì địa chi tuất nó ẩn tàng ba thiên can mậu, đinh và tân, đúng không ạ? Thì có tân gặp mậu thì nó là chính ấn. Đó, mặc dù là có thương quan lâm vận, công việc thì bị trắc trở, nhưng mà có cái chính ấn này này, nó độ mệnh. Vậy nên là các bác ấy thì đôi khi vẫn được lợi, đó, vẫn có người giúp đỡ. Khi mà cái chuyện là xin thăng quan tiến chức hoặc tăng lương trong thời gian này thì vẫn nên làm. Đấy, vẫn có gì, vẫn có cơ hội để làm nhé. Tiếp theo là gì? Đinh, tân gặp đinh nó là thất sát. Thất sát thì nó chủ về gì? Chủ về cái chuyện tiểu nhân hãm hại. Chủ về các bác là nếu mà cứ sơ hở một chút là sẽ có người hãm hại luôn. Bên cạnh tỷ kiên cũng vậy, đúng không? Như vậy là gì? Trong cái thời gian này mặc dù có người giúp đỡ đấy, nhưng mà nó cũng sẽ là gì? Nó quá nhỏ so với gì? So với cái tiểu nhân và cái tổng quan vận của năm, của tháng ấy. Nhưng mà các bác cũng may mắn là có lưu niên thanh long, thanh long và gì, và long đức, đây là cái hai sao tốt, nó cũng củng cố lại cái công việc, tự nhiên là tốt, cái tháng này xấu này, nhưng mà cũng không đến mức quá xấu đấy. Vậy nên để tăng cái vận trình của tháng lên ấy, thì các bác nhớ sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân để hóa giải. Tiếp theo ấy, chúng ta xét đến cái tháng 10. Tháng 10 âm lịch nó là tháng Quý Hợi. Tháng 10 âm lịch là một cái tháng may mắn với những gia chủ tuổi Sửu, đúng không ạ? Chúng ta có này Sửu gặp Hợi đấy, thì là gì? Thì là bị xung khắc, do là gì? Sửu thổ khắc Hợi thủy. Vậy nên là trong tháng này thì sức khỏe là kém thôi. Và trong chuyện tình cảm tháng này là bắt đầu chắc trở này. Chắc trở nhá. Chắc trở do bị xung khắc về cái ngũ hành. Đấy. Thì các bác thì trong thời gian này luôn cảm thấy nhiều cái chuyện không vui vẻ trong quan hệ tình cảm ấy. Chắc là các bác trong thời gian này đã gì, không còn để ý đến cái chuyện tình cảm nữa, do này cái công việc này, cái công việc trong 2-3 tháng này liên tiếp, đúng không ạ? Từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 liên tiếp là nó bị gặp trục trặc, đúng không ạ? Vậy nên là các bác cũng không để ý đến chuyện tình cảm. Và trong thời gian này thì các bác cũng phải cần cải thiện luôn nhá. Để tích cực tâm sự với bạn đời nhiều hơn để cho vận trình tình cảm được thuận lợi và may mắn. Bên cạnh đó thì Sửu thổ khắc Hợi thủy ấy, thì nó cũng bị là gì, cái chuyện sức khỏe nó cũng không được đảm bảo, do nó gặp ngũ hành xung khắc, vậy nên cũng không được tốt. Hơn nữa là gì, lại có liên đến Bạch Hổ này, nó chủ về cái họa sát thương, cái tai nạn bất ngờ, đúng không ạ? Hoặc là cái họa huyết quan, vậy nên các bác cần phải hết sức chú ý trong thời gian này, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta có tân kim gặp gì, gặp Quý thủy. Kim thủy là tương sinh, nó là gì? Nó là thực thần nhá. Thì trong tháng này được thực thần nó lâm vận, vậy nên là nói lên một điều là các bác tuổi Tân Sửu 1961 này đấy, thì tháng này thì sẽ gì, làm ăn thì sẽ rất là có lộc đấy, gặp được nhiều cái chuyện may mắn bất ngờ nó đến. Những cái sự cố gắng của các bác trong suốt thời gian này trong từ tháng 7, tháng 8, tháng 9 này thì đã được ghi nhận và được cấp trên đánh giá cao đấy. Và bên cạnh đó thì các bác mà làm ăn kinh doanh ấy thì cũng được khách hàng khen ngợi khá là nhiều và có nhiều cái cơ hội để mở rộng hợp tác làm ăn hơn. Đấy, cơ hội trong thời gian này cũng sẽ rõ ràng hơn. Và các bác có thể là được giới thiệu cho nhiều cái mối quan hệ làm ăn tốt, là cùng nhau kiếm tiền để phục vụ cái đợt cuối năm. Đó. Thì trong cái tháng này, tháng Quý Hợi, đúng không ạ? Thì chúng ta có Hợi ẩn tàng hai thiên can là Nhâm và Giáp, đúng không ạ? Thì nói là rằng gì, Tân gặp Nhâm thì nó là thương quan. Thì trong thời gian này nói chung là vẫn từ trên nó xuống, vẫn còn những cái tiểu nhân hãm hại. Vậy vẫn còn với hao họa tiểu nhân nó kéo đến. Và Tân gặp Giáp thì nó là chính tài. Tân gặp Giáp nó là chính tài. Thì cũng nói là gì? Nói là cái thời gian này công việc của các bác chủ yếu là thu nhập từ cái gì? Từ công việc chính thôi. Nó cũng chưa có cái khoản nào ở bên ngoài cả. Đó. Đó là những người tuổi Tân Sửu 1961 mà ở cái tháng 10 âm lịch, đúng không ạ? Thì nói chung là tháng 10 thì các bác lưu ý về cái chuyện trắc trở trong nhân duyên thôi. Đấy. Còn công việc thì đã gặp may mắn hơn rồi. Đấy. Và để hóa giải cái trắc trở nhân duyên này, hóa giải cái xung khắc vợ chồng này, cũng như là hóa giải cái thương quan này, thương quan lâm vận này, hạn tiểu nhân này trong công việc,
thì các bác nên sử dụng một cái vòng tam hợp quý nhân là Tị Dậu Sửu. Tị Dậu Sửu đó. Cái vòng quý tam hợp quý nhân sẽ sử dụng cái khí lực của tam hợp để giúp cho vận trình của cái tháng nó được thuận lợi và may mắn. Thì cái vòng này các bạn cái vòng tam hợp quý nhân thì các bác đeo suốt năm nhé, đeo suốt năm. Đeo từ năm này sang năm khác đến khi các bác mà hóa giải được hết cái vận hạn thì thôi. Tiếp theo là chúng ta xét đến tháng 11, đó tháng Giáp Tý, đúng không ạ? Chúng ta có Tý và Sửu. Tý và Sửu là gì? Tý Thủy là bị Sửu Thổ khắc. Vậy nên là trong cái thời gian này thì các bác cẩn thận về vẫn là chuyện xung khắc rồi. Xung khắc vợ chồng đúng không ạ? Chuyện tình cảm thì gặp nhiều trắc trở. Hơn nữa sức khỏe thì trong tháng này cũng được tốt lên do có gì? Có lưu niên bác sĩ này. Vậy nên các bệnh tật của các bác thì cũng dễ dàng được qua khỏi. Nếu có bệnh thì dễ khỏi, mà người bình thường thì sẽ khỏe mạnh, không bị ốm đau bệnh tật gì cả. Các bác yên tâm nhé. Và trong tháng này thì có gì? Tý và Sửu là nhị hợp. Đấy, nó về tình cảm nó bị xung khắc một chút nhưng lại có gì? Có nhị hợp, nó đáo đến. Vậy nên là gì? Trong cái thời gian này ấy, thì những người tuổi Sửu, Tân Sửu này. Đó. Thì các mối quan hệ vợ chồng nó lại được tốt lên, được thuận buồm xuôi gió. Các bác trong thời gian này cũng cần phải chăm chút cho gia đình nhiều hơn để cuộc sống được trở nên dễ chịu hơn nhé. Đó. Tiếp theo là chúng ta có Tân này, Tân mà gặp Giáp, đúng không ạ? Tháng 11 là tháng Giáp Tý mà, có Tân, Tân Kim gặp Giáp Mộc, tức là gì? Kim khắc Mộc, khắc thì sinh tài, nó là chính tài. Đấy. Thì nói lên rằng trong cái thời gian này thì cái công việc chính của các bác, cái thu nhập chính của các bác là đến từ cái công việc chính nhá. Thu nhập đến từ cái công việc chính. Hơn nữa là gì? Chính tự được chính tài nâng đỡ nên là con đường sự nghiệp nó có những cái vận may đầy mình. Vậy nên các bác trong thời gian này cũng rất chăm chỉ làm ăn, và làm ăn thì thật thà, không thích làm ăn gian dối nên là sẽ được lòng cấp trên. Bên cạnh đó thì một vài người có được thừa hưởng và được gì, được con cái biếu xén, nói chung là những món quà nhỏ, và cũng đem lại cái nhiều cái niềm vui cho những người Tân Sửu nữ mạng nhé. Bên cạnh đó này, chúng ta có Tý thì ẩn tàng thiên can là Quý, đúng không ạ? Tân gặp Quý là thực thần. Đấy, thì trong cái tháng này các bác lại có lộc ăn uống, lại có những cái biếu xén từ con cái, lại có những biếu xén từ bạn bè, đúng không ạ? Khiến cho các bác là gì? Vui vẻ, lúc nào cũng cảm thấy là vui vẻ, tinh thần phơi phới. Đấy. Bên cạnh đó này, có các lưu niên lộc tồn nó đáo đến này. Thứ hai là gì? Có lưu niên phúc đức và thiên đức. Toàn những cái sao tốt nó đáo đến. Thì cái tháng 11 này này là cái tháng cực đẹp, là tháng cực đẹp với các bác tuổi Tân Sửu. Đấy. Và để tăng cường cái vận may cho mình thì các bác nhớ nhá, sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân luôn mang theo bên mình để trợ vận hộ thân, giúp cho vận trình của tháng nó được thuận lợi và may mắn hơn. Đó. Cuối cùng ta xem tháng 12 âm lịch. Cái tháng 12 âm lịch nó là tháng Ất Sửu, đúng không ạ? Chúng ta có Sửu, Sửu là bình hòa. Chuyện tình cảm trong tháng này thì cũng bình thường. Đấy. Nó được giải quyết rất nhiều rồi. Đó. Tiếp theo là gì? Cái chuyện tình cảm trong tháng này thì được giải quyết rất nhiều. Do là gì? Do là cái tháng 11 ấy thì đã có thể tài vận thì ổn định rồi, thu nhập thì có, đúng không ạ? Được con cái biếu xén nên là gì? Sang tháng 12 thì chuyện tình cảm vợ chồng nó cũng được đỡ đi phần nào. Đó. Tiếp đến là gì? Chúng ta có Tân mà gặp Ất thì nó là gì? Nó là thiên tài. À, nói lên rằng gì? Trong cái tháng 12 âm lịch ấy thì các bác do làm ăn công việc nó tốt ở cái tháng 11, ở cái tháng 10, đúng không ạ? Vậy nên tháng 12 các bác thì sẽ được rất dễ được thưởng nóng một khoản tiền to đấy. Đó. Bên cạnh đó là gì? Cái vận thiên tài nó là một cái tài từ trên trời rơi xuống. Đó. Thì nó nói rằng các bác này đôi khi là cũng được con cái biếu xén để sắm tiền tiêu tết chẳng hạn. Đấy. Hoặc là cũng được bạn bè, được người thân ở xa về đấy, tặng quà, tặng thưởng, vân vân. Đó. Thì trong tháng Ất Sửu tháng 12 này, có Sửu thì ẩn tàng cái thiên can là gì? Kỷ, Tân và Quý. Đúng không ạ? Chúng ta lại có Tân gặp Tân lại là thiên ấn. Thì cũng nói rằng công việc của các bác trong thời gian này có quý nhân phù trợ. Đó. Quý nhân phù trợ dẫn đến công việc sẽ được hanh thông thuận lợi hơn. Bên cạnh đó thì lại có gì? Có Quý. Tân gặp Quý thì là thực thần. Đấy, thì trong tháng 12 này thì các bác vẫn có lộc ăn uống nhá. Nhưng mà gì, trong tháng 11 đấy thì có thực thần rồi, đúng không ạ? Thì các bác ăn nhiều rồi, được người ta mời nhiều rồi. Thì thời gian này các bác cũng gì, cũng phải lại quả, có gì có đi có lại cho toại lòng nhau đấy, đúng không ạ? Tiếp đến là gì? Tân gặp Tân thì là Tỷ Kiên. Tỷ Kiên nói lên là trong thời gian này thì gì, vẫn còn cái chuyện khẩu thiệt thị phi nó đáo đến. Vậy nên là các bác cũng phải hết sức lưu ý nhá. Hết sức lưu ý. Và cũng cần phải nhớ là sử dụng cái vòng tam hợp quý nhân Tị Dậu Sửu để hóa giải cái khẩu thiệt thị phi, giúp cho vận trình của tháng, nhất là tháng cuối năm này, nó được hanh thông thuận lợi và bước sang năm mới nó được may mắn và bình an hơn. Đó. Bên cạnh đó, trong tháng này các bác lưu ý này, có lưu niên điếu khách.
nó đã đến đây. Cái khoản này là cái khoản mà mất tiền do là gì, do là tiếp đãi bạn bè, cũng có thể là gì, các bác sắm Tết chẳng hạn, sắm Tết và mất một số tiền. Vậy nên các bác biết cái gì tiêu Tết thì cứ tiêu đi, tiêu nhá, tiêu trước đi nhá, để cho đỡ bị hao hụt, đỡ bị thất thoát đó. Như vậy là trong tháng 12 thì các bác cũng cực kỳ là may mắn, chủ yếu để ý về vấn đề sức khỏe đó. Còn công việc hanh thông, tình cảm thì ổn định, lại thu nhập thì cũng được thăng tiến. Vậy nên là cái tháng 12 là một cái tháng rất đẹp với những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 đó. Thưa quý vị, như vậy tôi đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái tử vi năm 2023 năm Quý Mão, về 6 tháng cuối năm của những gia chủ tuổi Tân Sửu nữ mạng. Đấy, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Thì cái lá số tử vi này nó chỉ có mỗi cái trụ năm thôi. Đúng không ạ? Để xem được chính xác nhất thì các bác hãy gì đặt lịch xem cái lá số tử vi. Đấy, lá số tử vi có cả năm tháng ngày giờ sinh thì cái lá số xem nó sẽ được chuẩn hơn và chi tiết chính xác nhất. Đó. Các bác có thể liên hệ với số 0989349119. Đấy, 0989349119 hiện trên màn hình này này để liên hệ đặt lịch xem tử vi. Đó. Rồi, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.